dân có cảm xúc. Lời đầu tiên, tôi xin kính chúc đại biểu quý đồng nghiệp và các học sinh lời chúc mừng mạnh khỏe, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Chúc buổi lễ khai giảng trường chúng ta thành công tốt đẹp. Tôi xin chào mừng 72 cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, những thành viên đầy tâm huyết, năng động, sáng tạo đã cùng chúng ta xây dựng nhà trường chúng ta từng bước đi lên vững chắc và thầy cũng chúc mừng chào đón 1.700 học sinh tâm ngoan học giỏi của nhà trường. Chú gái đặc biệt với 621 học sinh khối 10 vừa được tuyển vào học đại trường trung học phổ thông Quang Vinh năm nay. Thầy tin rằng với niềm tự hào là học sinh nhà trường mang tính nghĩa hùng dân tộc, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm học đầu tiên tại trường. Kính thưa quý vị, các quý, quý thầy cô và các em học sinh, hôm nay học sinh trường Trung học phổ thông Thủ Quân hòa mình cùng học sinh cả nước đã đến bước vào năm học mới với rất nhiều niềm vui. Năm học mới biết bao điều hứa hẹn đang tặng họ và cùng niềm vui của các em học sinh, chúng tôi những người thầy giáo cô giáo cũng không khỏi bồi hồi xúc động năm học mới. Bởi vì chúng tôi đã được tiếp tục chờ đón vì đất một thế hệ mới. Kính thưa quý vị đại biểu, cùng các em học sinh, năm học 2023-2024, khóa 12 vì học sinh năng lực tiếp thu kiến thức còn yếu, khóa 10-11 vì học sinh có điều kiện khó khăn trong học tập, thiếu về cơ sở vật chất, thiếu về trang thiết bị phòng trong đó. Đạt thành tích tốt, chiếm tỷ lệ 97.64%. 29 học sinh đạt thành tích khá, chiếm tỷ lệ 2.86%. Không có học sinh tỷ lệ thành tích trung bình và yếu. Về học tập thì có 1.000 học sinh đang tập độ giỏi, độ tốt. Ở đây là thành tích đạt được trong 40 năm qua của nhà trường. Tới 1.000 học sinh đạt được giỏi, tổng tổng 1.562 học sinh, khác là 491, chiếm tỷ lệ 31.43%, trung bình 68 học sinh, chiếm tỷ lệ 4.35, yếu 3 học trẻ, không thể được 1.5, à không có học sinh trẻ. Với kết quả vừa nêu, trong năm học này có 1.000 học sinh giỏi, trong đó có 385 học sinh đạt danh hiệu xuất sắc, 615 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, 89 học sinh đạt danh hiệu tiên tiến. So với cùng kỳ năm ngoái, chất lượng giáo dục của nhà trường tiếp tục được giữ vững và nâng cao. Chỉ tiêu chỉ số đạt 99.74%, vượt chỉ tiêu 0.39%. Hiệu quả đào tạo 97.79%, vượt chỉ tiêu 2.84%. Thí học sinh giỏi cấp tỉnh có 6 học sinh đạt giải, 1 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích, 3 giải khuyến khích, vượt chỉ tiêu 3 học sinh. Thí học sinh năng khiếu có 11 học sinh đạt giải, còn 1 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 5 huy chương đồng, dương chỉ tiêu 6 học sinh. Đặc biệt trong năm học này trường có 1 học sinh tham gia hội thể thụ động cấp toàn quốc, đạt môn thi quân đô đạt giải ba cấp toàn quốc. Tỷ lệ tốt nghiệp trường có 8.487 học sinh tham gia và đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%. Tôi xin lỗi, cái đó là ngày phổ thông lớp 12. Tỷ lệ lên lớp thẳng 99.81%, vượt chỉ tiêu 1.81%. Tỷ lệ thi tốt nghiệp đạt 100%, vượt chỉ tiêu 0.2%. Thi giáo viên giỏi, thi giáo viên giỏi cấp trường có 10 giáo viên đạt danh hiệu, vượt chỉ tiêu 7 giáo viên.
khi mà cái trong các tỉnh một sản phẩm đạt giải khuyến khích đạt chỉ tiêu. Với sáng kiến kinh nghiệm có 16 sáng kiến kinh nghiệm dự thi, trong đó 6 sáng kiến kinh nghiệm xếp loại đạt cấp ngành vượt chỉ tiêu